Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, 11 môn đệ đi về Galilea, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy người, các ông thở lạy người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế." Đó là lời Chúa. Xin mời cộng đoàn tiếp tục đứng. Kính thưa anh chị em, trong Kinh Tin Kính là nền tảng đức tin của Giáo hội Kitô giáo. Khi nói về Giáo hội, chúng ta tuyên xưng: "Tôi tin Giáo hội duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền." Duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền, đây là bốn đặc tính của Giáo hội. Nếu thiếu một trong bốn đặc tính này thì Giáo hội không còn phải là Giáo hội của Chúa Kitô. Vì thế cho nên bốn đặc tính này vô cùng quan trọng. Và ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu một đặc tính, đó là tông truyền. Đôi khi chúng ta đọc thường xuyên vào các ngày Chúa Nhật Kinh Tin Kính, nhưng mà chưa chắc chúng ta đã hiểu ý nghĩa của những điều mà chúng ta đọc. Thưa quý ông bà và anh chị em, vậy tông truyền là gì? Tông có nghĩa là tông đồ, truyền là truyền đạt lại, truyền đạt lại. Khi nói Giáo hội tông truyền là chúng ta nhấn mạnh tới tính cách liên tục của Giáo hội từ Thánh Phêrô và các tông đồ cho đến ngày hôm nay. Giáo hội của chúng ta có một sự liên tục trong cơ chế tổ chức và liên tục trong giáo thuyết đức tin. Nói điều đó để công các bà và anh chị em thấy không phải là Giáo hội đến một cái thời văn minh 4.0, một thời hiện đại thì Giáo hội đổi những nền tảng căn bản của mình, không phải đâu. Bởi vì Kinh Tin Kính mà chúng ta đọc: "Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha, phép tắc vô cùng dựng nên trời đất." Đó là kinh được gọi là Kinh Tin Kính của các tông đồ. Tức là từ thời các tông đồ đã tin như thế, và 20 thế kỷ sau, hôm nay chúng ta tại đất nước Việt Nam xa xôi so với Jerusalem, so với Roma, nhưng mà chúng ta cũng đọc Kinh Tin Kính ấy 2.000 năm nay không thay đổi. Vì thế cho nên chúng ta nói đến chữ tông truyền, trước hết là tông truyền về cơ cấu tổ chức. Thánh Phêrô là vị giáo hoàng đầu tiên, là người được chính Chúa Giêsu trao cho chìa khóa: "Các con cầm buộc điều gì thì trên trời cầm buộc, các con cởi mở điều gì thì trên trời cởi mở. Con là đá trên đá này, Thầy xây giáo hội của Thầy." Thánh Phêrô là vị giáo hoàng đầu tiên, cho đến bây giờ là đến Đức Giáo hoàng Phanxicô, 264 vị giáo hoàng liên tục trong lịch sử giáo hội,
không bị ngắt quãng, mặc dù là có những giai đoạn trải qua chiến tranh tàn khốc, mặc dù có những lúc mà Tòa Thánh phải di cư sang Pháp ở thành phố Avignon, nhưng mà không vì thế mà tổ chức của giáo hội bị gián đoạn từ Thánh Phêrô cho đến Đức Giáo Hoàng Phanxicô hôm nay. Đó là một sự nối tiếp liên tục, và tính tông truyền nằm ở hiện tượng đó, thưa quý ông bà và anh chị em. Tông truyền là do các tông đồ truyền lại, từ các tông đồ truyền lại cho đến bây giờ. Vì thế mà các thế hệ nối tiếp nhau qua nghi thức đặt tay. Vị giáo hoàng đầu tiên là Phêrô đặt tay cho các tông đồ tiếp tục đặt tay để phong các giám mục là những người kế vị các tông đồ, và các giám mục tiếp tục đặt tay để truyền chức cho các linh mục. Giáo hội của chúng ta có một sự liên tục 2.000 năm nay. Đó là ý nghĩa thứ nhất của chữ tông truyền. Ý nghĩa thứ hai rất quan trọng, thưa quý ông bà và anh chị em, đó là giáo thuyết, giáo huấn Kitô giáo, hay là nền tảng về đức tin. 2.000 năm nay giáo hội vẫn tiếp tục suy tư về đức tin, đào sâu về đức tin để mà hiểu lời Chúa Giêsu và để trình bày chân lý đức tin. Nhưng không có nghĩa vì thế mà chân lý đức tin biến dạng, thay đổi hay là làm cho phù hợp với nền văn hóa. Đức tin của Thánh Phêrô cũng là đức tin của chúng ta. Đức Kitô tuyên xưng Đức Kitô, Thánh Phêrô tuyên xưng Đức Kitô, Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Hôm nay hơn 2.000 năm sau, tại ngôi nhà thờ này, chúng ta cũng tuyên bố y như Thánh Phêrô, Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, không có cái gì thay đổi. Lâu lâu chúng ta thấy có vẻ như là một vài cái thay đổi về chữ nghĩa trong các lời kinh, hay là có bản dịch mới về sách lễ, hay là bản dịch mới về lời Chúa. Điều đó không có phải là thay đổi cái nguồn gốc căn bản của chân lý đức tin hay giáo huấn của Chúa Giêsu, mà chỉ là thay đổi về từ ngữ để trình bày phù hợp với xã hội đương thời. Ví dụ như một bản sách kinh hay là một lời kinh chúng ta đọc cách đây 8-90 năm rồi, chúng ta dùng những cái ngôn từ mà ngày nay không còn phù hợp nữa. Vì thế cho nên nếu điều chỉnh, tức là điều chỉnh những cái ngôn từ để phù hợp với thời đại của ngày hôm nay. Còn chân lý đức tin bất di bất dịch, không có gì thay đổi. Từ thời các thánh tông đồ đã tuyên xưng tôi tình kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất, chúng ta hôm nay vẫn tuyên xưng như vậy. Đó là hai cái nét chính của ý nghĩa tông truyền, thưa quý ông bà và anh chị em. Và đây không phải là những gì lý thuyết, mà đây là những gì chúng ta thấy trong giáo hội của chúng ta. Ví dụ như là các vị giám mục, khi có một vị giám mục qua đời, hay là khi có một vị giám mục nghỉ hưu, thì Tòa Thánh phải sắp xếp để cái giáo phận này không bị chống ngôi. Và trong 1-2 tháng chống ngôi hay trong 1 năm chống ngôi thì phải có một vị giám mục khác để mà làm giám quản tông tòa, tức là người tạm thời coi giọng. Và các giáo xứ của chúng ta cũng vậy, trong mấy thập niên chúng ta có ít các linh mục lắm. Những năm 60 cho đến năm 90, thưa quý ông bà và anh chị em, trong địa phận của chúng ta một cha phải coi rất nhiều xứ, nhưng mà không có xứ nào là xứ lơ lửng, không có xứ nào là xứ trôi nổi, và bất kỳ một xứ nào thì phải thuộc về một linh mục. Có thể như mặc dù linh mục ấy coi rất nhiều xứ. Vì thế mà chúng ta thấy thể hiện tính tông truyền của giáo hội ngay nơi tổng giáo phận chúng ta và ngay nơi giáo xứ của chúng ta. Tính tông truyền này còn được thể hiện qua việc lễ nghi chuyển chức linh mục và qua việc quyết định bổ nhiệm hay là bài sai một linh mục về một giáo xứ, về một nhiệm sở. Cha xứ của chúng ta trước đây ở giáo xứ Bút Đông, nhưng mà kể từ ngày 26 tháng 9 thì người không còn quyền gì ở Bút Đông nữa, mặc dù vẫn mạnh khỏe như thường, mặc dù vẫn là con người đấy,
mặc dù vẫn giỏi giang như thường, nhưng không còn quyền gì ở bút đông nữa, bởi vì cha xứ đã được quyết định bổ nhiệm đi một nhiệm sở khác. Thưa quý ông bà và anh chị em, đây là một điểm rất khác biệt với một hai tôn giáo khác mà chúng ta thấy. Có những vị mà làm được một cái cơ ngơi nào đó nhưng bị kỷ luật, khi mà được đưa đi nơi khác, họ dứt khoát không đi đâu cả. Linh mục của chúng ta không bao giờ có như thế, bởi vì giáo hội của chúng ta là giáo hội tông truyền. Giáo hội của chúng ta là giáo hội tông truyền. Vì thế mà một linh mục nào giả đến đây là một linh mục giả lộ ngay, không cần phải điều tra gì cả. Chỉ quan sát một lúc là biết linh mục giả, bởi vì trong địa phận của chúng ta, mỗi linh mục đều dưới sự giám sát của bề trên địa phận. Và tất cả các linh mục trên thế giới này, không có linh mục nào mà được truyền chức linh mục một cách lơ lửng, không bờ bến, phải thuộc về một giáo phận nào, hoặc là một hội dòng nào, hoặc là một tu đoàn nào, chứ không có một linh mục nào mà chẳng rễ trong cuộc sống lang thang. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, giáo hội của chúng ta vững mạnh bởi vì có đặc tính tông truyền. Đương nhiên cả bốn đặc tính đều rất quan trọng. Như tôi nói, thiếu một đặc tính là không còn được gọi là giáo hội công giáo nữa. Bốn đặc tính đó là duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền. Chúng ta đang suy tư cái khía cạnh, cái tính chất thứ bốn của giáo hội, đó là tông truyền. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta đón nhận cha xứ mới về là tiếp nối các vị đạt anh đã đi trước trong mọi thế hệ. Nơi đây là nơi đã in đậm dấu ấn truyền giáo của Thánh Theophane Vena, mà chúng ta gọi là cha Thánh Ven. Nơi đây là nơi được sự quan tâm ưu ái của Đức cha Rơ To, mà chúng ta gọi là Đức cha Liêu. Theo như là truyền thống cho biết thì chính Ngài đã lập giáo họ giáo xứ Cổ Liêu. Nơi đây là nơi mà có Đức cha Đông, Jean-Pierre Jean-Tho là người Pháp, đã ưu ái quan tâm để xây dựng tiểu chủng viện Hoàng Nguyên. Nơi đây là nơi có rất nhiều các linh mục đã thay nhau, nối tiếp nhau ở mọi thế hệ để cùng xây dựng cơ sở vật chất và đời sống thiêng liêng của quý ông bà và anh chị em. Cho nên một cha về đây là nối tiếp cái mắt xích hiệp thông từ khi tin mừng được loan báo trên mảnh đất thân thương này. Ý nghĩa của chữ tông truyền là như thế. Và công có bà được nhận đức tin không phải là do cha Mạnh hay là đức tin do cha Lâm. Không phải, đây là đức tin đến từ Chúa và truyền tải với chúng ta qua giáo hội. Và khi chúng ta nói đến chữ tông truyền, thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta phải cảm nhận chúng ta có bổn phận đối với tương lai. Bởi vì chúng ta đã lãnh nhận di sản đức tin từ các thế hệ đi trước. Bây giờ chúng ta phải có trách nhiệm truyền tải đức tin cho các thế hệ sẽ đến sau. Vì thế cho nên các linh mục, các tu sĩ và kể cả anh chị em tín hữu được mời gọi ý thức sứ mạng truyền giáo là lệnh truyền của Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Anh em hãy đi khắp muôn dân, khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cứu độ, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mỗi người chúng ta đều được Chúa sai vào lòng cuộc đời để sống ý nghĩa hai chữ tông truyền trong giáo hội, và làm nên cái khái niệm tông truyền ấy một cách cụ thể trong gia đình mình, trong làng xóm của mình, trong giáo xứ của mình, trong môi trường xã hội mình đang sống. Thưa quý ông bà và anh chị em, đây là một điều quan trọng mà ít khi chúng ta nghĩ tới. Có những giai đoạn mà chúng ta nghĩ là tôi là người giáo dân, tôi đi nhà thờ cha xứ bảo sao thì tôi làm vậy là được rồi. Không phải. Người giáo dân cũng được trao ban ba chức năng ngôn sứ, tư tế và vương đế để cộng tác với giáo hội loan truyền tin mừng của Đức Giêsu. Thưa quý ông bà và anh chị em, đây là một sứ mạng mà chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta suy tư đến tính chất của giáo hội là tông truyền. Tông truyền là từ các tông đồ truyền lại cho chúng ta, nối liền, không bị ngắt quãng, mặc dù trải qua biết bao nhiêu phong ba, báo táp của thời gian, mặc dù có nhiều gương xấu trong chính lòng, trong lòng giáo hội, mặc dù có nhiều đối phương rất mạnh mẽ, không ngừng ngăn cản và cấm phá những cố gắng truyền giáo của giáo hội. Giáo hội của chúng ta là giáo hội tông truyền,
khi chúng ta đang làm những công việc để loan báo tin mừng của Đức Giêsu là chúng ta được gọi là tông đồ. Những việc làm để giúp cho người khác biết Chúa Giêsu gọi là việc tông đồ. Chúng ta thấy như là đi làm bác ái cũng là việc tông đồ. Đi khuyên Legio hoạt động, khuyên một người nào bỏ Chúa lâu năm, bây giờ trở lại sốt sáng đọc kinh cầu nguyện là việc tông đồ. Các sơ chăm sóc cho các em khuyết tật với tình thương của Chúa và dựa trên lời giáo huấn của Chúa, đó là việc tông đồ. Các sơ đi dạy giáo lý cho các em nhỏ để các em biết Chúa, đó là việc tông đồ. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần phải ý thức tông truyền trong giáo hội vừa là cơ chế tổ chức, vừa là giáo thuyết Kitô giáo được truyền tải đến cho chúng ta, và chúng ta có bổn phận phải truyền tải đến cho các thế hệ tương lai. Hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho cha xứ mới. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những năm gần đây, việc truyền các linh mục đã trở thành hết sức bình thường. Cha xứ của chúng ta được bổ nhiệm đến một nhiệm sở khác, cha xứ cựu, và cha xứ tân hôm nay đến đây nhận giáo xứ Hoàng Nguyên và sư giáo xứ Cổ Liêu trong tâm tình tạ ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho cha xứ về đây để giúp cho chúng ta trong đức tin. Thưa quý ông bà và anh chị em, nhìn theo cái nhìn đức tin công giáo thì quyền năng quyền lực ở ngoài đời người ta coi trọng lắm. Nhưng mà quyền lực trong công giáo, trong tôn giáo chúng ta, trong công giáo chúng ta, quyền lực để phục vụ. Tất cả mọi quyền lực thì đều nhằm tới phục vụ. Đây cũng là một điểm khác biệt giữa quan niệm của chúng ta với những quan niệm của thế gian. Người ta có quyền lực thì người ta lạm dụng để cho gia đình người ta giàu sang phú quý, dòng họ của người ta được lợi và làng xóm của người ta được lợi. Nhưng mà trong cái nhìn đức tin thì quyền lực nào cũng chỉ nhằm đến để phục vụ. Vì thế chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho cha xứ sự khôn ngoan để làm việc tông đồ nơi đây. Đây là nơi có Đại Chủng Viện, một giáo xứ quan trọng về truyền thống lâu đời. Đại Chủng Viện là nơi đào tạo các linh mục tương lai. Giáo xứ này là một giáo xứ đã ghi dấu ấn của các vị thừa sai và các đấng bậc. Xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ của chúng ta luôn được hợp nhất, bình an và phát triển dưới sự hướng dẫn của cha xứ. Amen.